giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Xin chào quý khán giả của VTV Play, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những ảnh ở tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 vòng thi đấu thứ 8. Trước mặt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Quảng Nam và đội khách Long An trên sân bóng Quảng Nam. Câu lạc bộ Quảng Nam lúc này đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 12 điểm có được. Trong khi đó thì câu lạc bộ Long An đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Cách biệt của họ chỉ là 1 điểm. Và đây sẽ là trận đấu mà cả đội đặt quyết tâm rất cao khi đối đầu trực tiếp với nhau, cũng như đang thất thế trong cuộc đua vô địch. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sử dụng 11 cái tên đứng trong cục gỗ là thủ thành Tống Đức An. Ở phía trên, Văn Nam và Hoàng Dương đồng hành cùng nhau. Đội trưởng của Quảng Nam ở trận đấu này là Hoàng Hưng. Văn Toàn và Văn Ca là hai cầu thủ đá thấp nhất ở hàng phòng ngự trong sơ đồ 3-5-2. Tổ trọng tài bắt chính bởi ông Nguyễn Tấn Lê và các vị trợ lý ông Trần Đăng Chiến, ông Lê Tấn Hải và trọng tài thứ tư là ông Ngô Đắc Tiến. Câu lạc bộ Long An được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức. Phan Tấn Tài là người mà mang đội trưởng của đội bóng, đứng trong khu gỗ là thủ thành Nhật Hà. Tài Lộc và Trọng Phú thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2. Các Vũ và Anh Thi là cặp đôi trung vệ của đội bóng. Câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ PVFC ND đã hòa nhau với tỷ số 0 đều. Và như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu giữa Quảng Nam và Long An đã chính thức được vang lên. Như một trận đấu này thì các cầu thủ Quảng Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của quý vị cùng bộ trang phục thi đấu truyền thống, bộ trang phục màu xanh. Đây là huấn luyện viên trưởng Văn Sĩ Sơn của câu lạc bộ Quảng Nam. Bóng được đưa sang cánh phải. Hoàng Hưng. Rồi, không vào. Cú đánh đầu cận khung thành của Lê Văn Nam. Thật đáng tiếc khi bóng đã đập đất và nảy lên không trung. Chúng ta một lần nữa sẽ cùng xem lại quả treo bóng rất ngọt đến từ phía Hoàng Hưng. Chọn đánh đầu của Lê Văn Nam là hoàn toàn hợp lý. Khá bất ngờ, không vào. Đó là một quả treo bóng khó chịu, một nhịp làm tường ra tới từ cao thủ Long An và khiến cho thủ thành Tống Đức An gặp vất vả. Tài Lộc sẽ là người thực hiện quả treo bóng này. Tiếp tục là một nỗ lực không chiến nữa đến từ phía cao thủ Long An. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Long An là huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức, người trong sự nghiệp thi đấu của mình có lẽ đã quá hiểu tình huống cố định. Bóng trở lại với cao thủ Quảng Nam. Pha khống chế tốt của Lê Văn Nam. Bóng tiếp tục hướng đến Lê Văn Nam. 1-0. Quá xuất sắc. Bây giờ thì Lê Văn Nam đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Thay vào đó là một cú đánh đầu khiến cho thủ thành Nhật Hà chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Pha xử lý bắt nguồn từ chính Lê Văn Nam với tình huống mà cầu thủ này lùi lại một nhịp, làm tường cho đồng đội ở hành lang cánh. Và sau đó cũng chính Lê Văn Nam đã đón được một đường chuyền vừa vặn của các đồng đội để thực hiện một cú đánh đầu hiểm hóc, lái bóng đi vào góc khó. Đây cũng là một trận đấu mà họ được thi đấu trên sân nhà Quảng Nam của mình. Và đó là lý do mà Quảng Nam có lẽ cũng sẽ chưa dừng lại. Tiếp tục là một cơ hội của cao thủ Quảng Nam đưa bóng vào. Tiếp tục là đánh đầu. Lần này thì quả đánh đầu đã đưa bóng đi hơi cao so với khung thành. Nỗ lực băng vào là của cầu thủ màu số 36 Hoàng Dương. Qua người hay. Đột biến vẫn chưa thực sự tới, dù cho Tấn Thành đã rất nỗ lực ở pha bóng vừa rồi. Quả treo bóng rất nguy hiểm, lựa chọn của thủ thành Tống Đức An không đem đến một sự yên tâm. Và cơ hội đã tới, cầu thủ đã có cơ hội để dứt điểm là Tấn Thành. Đình Bắc cũng đã lùi ra để chủ động hỗ trợ đàn anh.
Ngọc Đức. Rất tốt, khoảng không gian đã được mở ra dành cho Lê Văn Nam. Sau đó lựa chọn của Lê Văn Nam là dứt điểm ngay bằng chân trái. Tiền đạo Lê Văn Nam vẫn đang nhận được khá nhiều bóng của cao thủ Quảng Nam. Các Vũ. Phản công dành cho Quảng Nam. Một tình huống lợi thế rất lớn, quá hay. Nhưng cầu dọc đã từ chối đi bàn thắng đẹp mắt vừa rồi. Chúng ta đã thấy sự nguy hiểm khi mà Nguyễn Đình Bắc vào sân. Pha xử lý có thể coi là sở trường của Đình Bắc. Đình Bắc đã đi bóng vặn sườn đối thủ trước khi thực hiện cú dứt điểm vào góc gần, nhưng lại không chiến thắng được thủ thành Nhật Hà. Dứt điểm ngay, khá bất ngờ. Bóng đi vò xa sau cú đá của cầu thủ bên phía Long An. Nhưng như thường lệ thì Quảng Nam sẽ chờ thời cơ để phản công. Không có lỗi việt vị, Lê Văn Nam. Lê Văn Nam! Đúng là thứ đặc sản bóng đá phản công của Quảng Nam sẽ luôn phát huy hiệu quả với những cầu thủ nguy hiểm như là Lê Văn Nam hay là Đình Bắc. Lê Văn Nam đã có một cú đúp ở trong trận đấu này. Một đối chơi ém mình, nhún nhường đối phương. Cách mà cao thủ Quảng Nam phản công thực sự là rất bài bản. Tiếp tục là một cơ hội dành cho cao thủ Long An. Không vào. Người đá dứt điểm cuối cùng có vẻ như là Trần Anh Thi. Và ra chân của một trung vệ. Bóng đã tìm đến vị trí của Trần Anh Thi. Lại là một pha phản công của cao thủ Quảng Nam. Không được. Cầu thủ đã có cơ hội để dứt điểm cuối cùng là Đình Bắc. Và tiếng còi của trọng tài đã không vang lên. Trần Thành vẫn có cú đá và ra chân nhanh của Hoàng Hưng. Câu lạc bộ Long An vẫn đứng thứ 3 nhưng đã để cho câu lạc bộ Huế san lấp được cách biệt về mặt điểm số. Cả hai đội đều có được 11 điểm. Cơ hội để có bàn thắng thứ 3. Không vào. Đúng là khi trận đấu càng trôi về cuối, cơ hội dành cho Quảng Nam càng nhiều hơn khi mà nền tảng lực của cao thủ Long An cũng không đủ tốt. Quả treo bóng. Chưa có pha dứt điểm. Hết giờ. Hai bàn thắng của Lê Văn Nam đã giúp cho cao thủ Quảng Nam có được ngôi vị đầu bảng sau khi khép lại 8 vòng đấu của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Một chiến thắng quá xứng đáng của câu lạc bộ Quảng Nam trước câu lạc bộ Long An, khi ngày hôm nay họ tỏ ra vượt trội ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Cách mà cao thủ Quảng Nam phản công là ấn tượng, gọn gàng và sắc bén. Sau đây vài tuần chúng ta sẽ nhường chỗ cho loạt FIFA Days tập trung đội tuyển quốc gia trước khi trở lại với giải vô địch quốc gia cũng như giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 trên sóng của FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.